Tính từ đầu xung đột, ít nhất 3.785 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công đáp trả của Israel. Reuters ngày 19 tháng 10 dẫn thông tin từ hãng truyền thông của lực lượng Hamas cho biết, chỉ huy lực lượng an ninh quốc gia Jihad Mujahideen hoặc là Jihad Mujahideen của tổ chức đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ông Mujahideen cùng người thân thiệt mạng trong cuộc không kích vào ngôi nhà tại khu Sheikh Ratwan thuộc thành phố Gaza. Truyền thông của Hamas tại giải Gaza cũng đưa tin rằng bà Jamila Ansanti, vợ của người đồng sáng lập Hamas Abdel Aziz Al-Rantisi, thiệt mạng trong một cuộc không kích rạng sáng 18 tháng 10. Năm 2021, bà Ansanti trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử vào bộ chính trị của Hamas. Cũng trong ngày 18 tháng 10, Israel thông báo đã không kích thành phố Rafah ở miền nam giải Gaza, tiêu diệt Rafat Abu Hillel, chỉ huy cánh quân sự của nhóm Ủy ban Kháng chiến Nhân dân, tổ chức vũ trang lớn thứ ba tại giải Gaza, sau Hamas và Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Theo giới chức y tế Gaza ngày 19 tháng 10, tính từ ngày 7 tháng 10, ít nhất 3.785 người Palestine thiệt mạng và 12.493 người khác bị thương sau các đợt tấn công của Israel tại giải Gaza. Trong số người tử vong, có 1.524 trẻ em và 1.000 phụ nữ. Israel không bình luận về những con số này. Trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 19 tháng 10 tại Jerusalem, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng cuộc tấn công gây sốc của Hamas vào ngày 7 tháng 10 nhằm mục đích ngăn chặn việc mở rộng các mối quan hệ hòa bình tại Trung Đông. Chúng tôi đã ở thời điểm mở rộng hòa bình và việc phá hủy bước đi đó là một trong những lý do mà hành động này được thực hiện, ông Netanyahu nói với ông Sunak, bổ sung rằng đây là giờ phút đen tối nhất của Israel và đất nước cần sự ủng hộ của Anh. Đáp lại, Thủ tướng Sunak cho rằng Israel đang làm mọi biện pháp đề phòng để tránh gây hại cho dân thường, trái ngược với Hamas. Nhà lãnh đạo nói rằng Anh ủng hộ Israel tự vệ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, truy đuổi Hamas, giải cứu con tin, ngăn chặn các cuộc xâm nhập thêm và tăng cường an ninh dài hạn. Tờ The Times of Israel dẫn thông báo của quân đội Israel cho hay có ít nhất 203 con tin đang bị giam tại giải Gaza. Tôi hoan nghênh quyết định của ngày hôm qua khi đảm bảo các tuyến đường vào Gaza sẽ được mở cho viện trợ nhân đạo. Tôi tự hào khi đứng đây cùng ngài trong giờ phút đen tối nhất của Israel như một người bạn. Chúng tôi sẽ đoàn kết cùng các bạn, cùng nhân dân các bạn, và chúng tôi muốn các bạn chiến thắng, Thủ tướng Anh nói. Trong ngày 19 tháng 10, ông Sunak sẽ sang Ả Rập Xê Út để gặp Thái tử Mohammed bin Salman. Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Beirut đã khuyến cáo công dân nước họ rời Lebanon khi căng thẳng biên giới giữa Israel và Hezbollah gia tăng. Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ thu xếp để rời khỏi Lebanon. Các chuyến bay thương mại hiện vẫn sẵn có, Đại sứ quán Mỹ tại Lebanon hôm nay ra tuyên bố cho hay. Đại sứ quán cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh ở Lebanon, đồng thời khuyến nghị những công dân Mỹ chọn không rời đi nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp. Đại sứ quán Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Nếu bạn đang ở Lebanon, chúng tôi khuyến khích bạn rời đi ngay bây giờ khi vẫn còn chuyến bay thương mại. Công dân Anh nên thận trọng và tránh xa những khu vực có thể diễn ra biểu tình, đại sứ quán nêu. Cả hai nước trước đó đã khuyến cáo người dân không nên đến Lebanon. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 17 tháng 10 nâng mức cảnh báo đi lại đối với Lebanon lên cấp 4, mức cao nhất hiện có. Mức cảnh báo này cho phép nhân viên sứ quán không thiết yếu và gia đình họ rời đi, với lý do tình hình an ninh khó lường do chiến sự Israel-Hamas. Nhóm Hezbollah ở Lebanon đã nã rocket, đấu pháo qua biên giới với Israel hàng ngày, từ sau khi Hamas đột kích vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 và giết chết 1.400 người. Theo quan chức y tế của Hamas, các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào giải Gaza đã khiến gần 3.800 người chết, chủ yếu là dân thường. Ngoài Mỹ và Anh, nhiều nước Arab và phương Tây đã khuyến cáo công dân tránh đến Lebanon hoặc rời khỏi quốc gia này. Arab Saudi hôm 18 tháng 10 kêu gọi công dân rời Lebanon ngay lập tức. Pháp, Đức, Canada và Australia đã cảnh báo công dân không nên đến Lebanon, Tây Ban Nha khuyến cáo không đến nếu không cần thiết. Theo thống kê của AFP, căng thẳng xuyên biên giới đã giết chết ít nhất 21 người ở Lebanon, trong đó có 2 dân thường và 1 nhà báo. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng ở phía Israel. Hezbollah tuyên bố sẽ chuẩn bị đầy đủ để tham gia cùng nhóm Hamas trong chiến dịch nhằm vào Israel khi tới thời điểm thích hợp. Israel cảnh báo Hezbollah sẽ bị hủy diệt nếu phạm sai lầm. Trước tình hình hiện tại của Israel, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc nhở không nên hành động cảm tính và lặp lại những sai lầm như khi Mỹ mắc phải sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Từ khi vụ tấn công khủng bố này xảy ra,
tôi đã thấy nó được miêu tả là vụ 11 tháng 9 của Israel. Nhưng đối với một quốc gia với diện tích của Israel, đó giống như 15 vụ 11 tháng 9. Quy mô có thể khác nhưng tôi chắc chắn rằng, những điều kinh khủng này đã khắc ghi vào Israel, một cảm giác ban đầu như tại Mỹ. Sốc, đau đớn, giận dữ. Một cơn giận nuốt chửng tất cả. Theo trang The Hill, nhà lãnh đạo nói rằng, công lý phải được thực thi, nhưng cảnh báo đừng để cơn giận chi phối. Sau vụ 11 tháng 9, chúng tôi đã giận dữ. Trong quá trình chúng tôi tìm kiếm công lý, và đã có được công lý, chúng tôi cũng mắc những sai lầm, Tổng thống Biden thừa nhận. Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng, những lựa chọn trong thời chiến, không bao giờ rõ ràng và phải được cân nhắc với những cái giá tiềm tàng. Tổng thống Biden lưu ý rằng, người Palestine đang chịu thống khổ, và Hamas không phải là đại diện của đại đa số người Palestine. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, Mỹ khởi động cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. Các cuộc chiến này khiến Mỹ tổn thất hàng ngàn binh sĩ và kéo dài đến 20 năm. Ông Biden giữ chức phó tổng thống khi các cuộc chiến này còn diễn ra. Sau khi nhậm chức tổng thống vào năm 2021, Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Những bình luận mới nhất của Tổng thống Biden được đưa ra khi hàng ngàn người Palestine thiệt mạng sau các cuộc tấn công đáp trả của Israel. Bên cạnh đó, Israel cũng được cho là đang chuẩn bị chiến dịch đổ quân vào dải Gaza, trong khi thế giới cảnh báo về thảm họa nhân đạo tại vùng đất này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.